Các bạn thân mến, hôm nay 24 tháng 7 năm 2021, thủ đô Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, ai ở nhà nấy. Con Covid thật là quái đản, thật là đáng căm ghét. Nó ngăn sông cấm chợ, nó không cho người ta gặp gỡ với nhau. Tôi nghĩ rằng dù thế nào, nó cũng không ngăn được nỗi nhớ, nó cũng không ngăn được tình yêu. Nỗi nhớ và tình yêu trong cái giai đoạn này thì là nó lại là nỗi nhớ ảo, mong cho đại dịch qua đi để cho những người thân có thể được gặp nhau, để chúng ta có thể sinh hoạt thoải mái hơn. Hôm nay ngồi nhà, tôi gửi đến cho các bạn một nỗi nhớ. Nỗi nhớ này đã tồn tại trong tôi 50 năm rồi. Khi tôi còn là một cầu thủ, khi tôi đã là một giáo viên, tôi đã viết một cái tản văn này. Tản văn này cùng với nỗi nhớ tôi viết trong vòng 10 năm khi tôi còn ở Nam Định. Viết chơi thôi, nỗi nhớ. Xong có một ngày, đó là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2005. Có người gọi tôi đến một cuộc giao lưu với nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Có anh Hồng Thanh Quang ở đấy. Thế thì chả mấy khi vinh dự được gặp hai ngôi sao trong làng báo chí Việt Nam. Lúc ấy thì tôi có một vài bài báo nhỏ được đăng, nhưng tôi viết về bóng đá, bình luận bóng đá thôi. Nhưng cái tản văn mà viết ấp ủ hơn 10 năm ấy, trong khi chờ khách đến thì tôi xin phép đọc cho anh Nguyễn Trọng Tạo và anh Hồng Thanh Quang nghe. Đọc xong, anh Quang gần như là giật trên tay tôi, nói rằng: Anh cho em, bởi vì ngày mai là mùng 10 tháng 10. Mùng 10 tháng 10, giải phóng thủ đô, mà trên những trang báo của Công an Nhân dân lúc đó chưa có bài nào về cái ngày đó. Thế là bài báo được in trên giấy vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 2005. Hôm nay nỗi nhớ ấy lại vọng lại và tôi gửi đến cho các bạn. Nếu chúng ta đánh trên Google ra thì bài này gọi là Nhớ một người Hà Nội, Đặng Gia Mẫn là tác giả. Bây giờ xin đọc lại ở cái thời điểm 2005 nhé. Nhớ một người Hà Nội. Một đêm tháng chạp năm 1972, tôi lên tàu ở ga Thanh Hóa, vô tình ngồi đối diện với một người Hà Nội trên chuyến tàu Hà Nội Vinh. Tàu rời ga Thanh Hóa được nửa giờ, tôi đã phải nghĩ lại. Có lẽ không phải vô tình, mà dường như đó là sự sắp đặt của số phận. Số phận đã cho tôi gặp một người mê sách và rất yêu Hà Nội. Chiến tranh đã lùi xa từ 30 năm trước. Ngày tôi gặp anh trên chuyến tàu định mệnh còn xa hơn nữa. Nhưng hình ảnh, giọng nói và đặc biệt tình yêu anh dành cho Hà Nội lúc mờ lúc tỏ, nhưng không bao giờ biến mất trong tâm trí tôi. Có gì đó giống như mối tình đầu, chỉ lắng xuống chứ không bao giờ tan. Bây giờ anh ở đâu? Anh còn sống hay đã ngã xuống trong một nẻo đường chiến tranh? Để bạn tin vào sự sắp đặt của số phận, tôi phải kể về mình một chút. Năm ấy, tôi là sinh viên năm thứ hai khoa toán Đại học Sư phạm Vinh. Đã có hai lần tôi hiểu được thế nào là hạnh phúc. Lần đầu, được bố cho lên Hà Nội chơi. Hằn sâu trong ký ức tuổi thơ tôi là một Hà Nội với những vỉa hè thanh bình, một Hồ Gươm đẹp không kém gì Hồ Gươm trong sách giáo khoa lớp 3. Lần hai, có người để quên tờ Văn Nghệ phát hành năm 1968 ở tiệm cắt tóc của cha tôi. Tôi đọc ngấu nghiến cả tờ báo, nhưng chỉ thích mỗi mẩu chuyện Quả Táo và Nhà Văn. Nhà văn Arkady Gaida lén bỏ tiền vào túi quần một sinh viên nghèo bị bà hàng táo cho là kẻ cắp. Câu chuyện đẹp, hóm và giàu tình nhân ái khiến tôi say mê và thuộc lòng đến tận bây giờ. Trở lại với chuyến tàu đêm trong chiến tranh, anh ngồi trước mặt tôi,
quần sẫm màu, áo đại cán, bốn túi giản dị nhưng đúng mốt. Ngày nay, có nhiều nhà thiết kế thời trang danh tiếng, nhiều người mẫu sáng giá để lăng xê mốt. Nhưng tôi tin chắc một điều, không mốt nào đạt đến sự hưởng ứng của cả một dân tộc như mốt áo đại cán trong những năm đánh Mỹ. Mùa đông năm 1972 thật lạnh, cửa sổ toa tàu cũng không kín như bây giờ. Đêm trong chiến tranh hình như cũng dài hơn. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện để đêm ngắn lại. Em đã ra Hà Nội lần nào chưa? Một lần rồi ạ, hồi học cấp 2. Hà Nội thế nào? Em được bố dẫn vào cửa hàng sách thiếu nhi bờ hồ, chọn được một ôm toàn chuyện hay, lá cờ thêu 6 chữ vàng, đội du kích thiếu niên đình bảng, thi mua và đồng đội, cả trường học dũng cảm nữa. Hai chuyện sau là của Gaida, nhà văn Liên Xô. Em biết chọn sách đấy. Anh kể về Hà Nội đi. Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Có thể nói anh thông thuộc mọi ngóc ngách của thành phố quê hương. Bịt mắt lại, anh vẫn có thể đi từ ga Hàng Cỏ về nhà hoặc từ nhà đến nhà hát lớn. Anh không bỏ qua một trò chơi nào của trẻ con Hà Nội. Mùa hè thả diều ở bờ đê sông Hồng, vớt run sông Tô Lịch để nuôi cá vàng. Mùa đông chơi bi, chọi cù, là con quay ấy. Thú nhất là mùa nước cạn, cả lớp bơi sang bãi giữa chơi đánh trận giả, rồi tắm, rồi nằm ngửa trên bãi cát nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Cầu Long Biên nhấp nhô in lên nền trời xanh như rồng đang bay. Không hiểu ai là người đầu tiên gọi Long Biên là ép phen nằm. Anh đã thấy em yêu Hà Nội dù chỉ mới đến một lần. Chắc chắn em còn có nhiều dịp đến với thủ đô. Em hãy tự khám phá Hà Nội cho riêng mình. Hà Nội của em chắc chắn sẽ khác Hà Nội của anh. Cả tình yêu ta dành cho Hà Nội cũng thế. Đêm nay, anh muốn đưa em đến với một tình yêu khác. Trong khoảng thời gian từ nửa đêm về sáng, tôi được nghe Lãng Quả Thông, Bình Minh Mưa, Tuyết, Bụi Quý, Người Đều Bấp Già, Chuyến Xe Đêm. Anh kể chậm rãi và chi tiết giống như đang đọc sách cho tôi nghe. Sau này tôi mới biết, gần như anh đã đọc cho tôi cuốn truyện ngắn Potocki và hai truyện tiêu biểu của Bông Hồng Vàng. Những tiểu luận suy nghĩ về nghề văn được Potocki viết tài tình dưới dạng truyện ngắn. Giọng anh hơi trầm nhưng gọn, nhịp điệu rõ ràng, lúc nghỉ ngắn, lúc dừng lâu, giống như sự ngập ngừng của bông tuyết trong Lãng Quả Thông. Tàu dừng lại ở ga Cầu Giát khá lâu. Bom Mỹ vừa ném trúng một cây cầu nhỏ gần ga Yên Lý. Trong khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi, chỉ có tiếng thở phì phò của đầu máy hơi nước già nua và mỏi mệt vì phải làm việc quá nhiều. Nếu không có chiến tranh, hẳn là nó đã được nghỉ ngơi trong viện bảo tàng. Một chùm pháo sáng của thần sấm thả vào trời đêm, hắt xuống một vầng sáng xanh ma quái. Đúng lúc ấy, đầu máy già thở mạnh, một luồng hơi nước ấm áp với muôn vàn bụi nước li ti chạy dọc thân tàu, chui cả vào toa, làm bầu không khí trong toa ấm lên và ẩm ướt hơn. Nếu ai đã từng đọc Potocki, dù chỉ một lần, cũng sẽ đồng ý với tôi, chuyến tàu mà tôi đã đi trong đêm mùa đông năm 1972 xa xôi ấy chính là một không gian lý tưởng để ta đọc hoặc kể chuyện Potocki. Khi các chiến sĩ công binh cùng các cô thanh niên xung phong giải quyết xong chiếc cầu nhỏ cho đoàn tàu băng về phía nam, cũng là lúc bình minh hé dạng. Anh chuẩn bị xuống ga Diễn Châu để đi về miền Tây Nghệ An. Hình như anh là một kỹ sư giao thông được tăng cường cho một đơn vị công binh đi mở đường cho những đoàn xe vận tải nặng vào chiến trường. Tôi phỏng đoán thế, chứ anh không hề nói sẽ đi đâu làm gì. Trước khi chia tay, anh đọc trọn vẹn bài thơ Lại Nghĩ Về Potocki của nhà thơ Bằng Việt.
Tôi thuộc bài thơ ngay lần đầu được nghe, vì anh có giọng truyền cảm, vì anh đã truyền tình yêu với Paul sang tôi, hay vì cả hai, thế nào cũng được, điều đó nào có quan trọng gì. Năm 1996, gia đình tôi chuyển về Hà Nội. 24 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi gặp anh. Cuộc sống xô đẩy tôi qua nhiều vùng: Thanh Hóa, Quy Nhơn, Nam Định, Hà Nội. Nhiều nghề, dạy học, cầu thủ bóng đá, thợ dệt len rồi lại dạy học. Nhưng có hai thứ trong tôi không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu Hà Nội và niềm đam mê văn học mà anh đã truyền cho. Ngay sau khi về sống ở Hà Nội, tôi đã soạn tin tìm người thân. Cựu sinh viên khoa toán sư phạm Vinh muốn tìm một người Hà Nội đã kể chuyện Potowski trên chuyến tàu đêm Thanh Hóa Vinh vào mùa đông năm 1972. Bây giờ thì tôi ân hận. Giá như cứ gửi cho báo văn nghệ hoặc đài phát thanh và truyền hình Hà Nội mỗi năm một lần vào tháng chạp, biết đâu. Lại thêm 9 năm nữa trôi qua, ngày nào tôi cũng hòa vào dòng người đông đúc giữa phố phường Hà Nội. Có lúc tôi thèm một tiếng gọi giật giọng: này, chú sinh viên khoa toán sư phạm Vinh. Nhưng rồi tôi hiểu ra, có giáp mặt nhau, chắc gì chúng tôi đã nhận ra nhau. Gần đây, tôi được tham gia mấy buổi bình luận bóng đá trên VTV3 và HTV. Thêm vài bài báo nhỏ được đăng. Tôi quyết định kể về cuộc gặp gỡ với anh hơn 30 năm trước, với hy vọng mong manh sẽ gặp lại anh. Đồng thời, có thể đem đến cho bạn đọc một câu chuyện đẹp. Xin tặng câu chuyện của tôi cho những người Hà Nội, đồng hương của anh, người mà tôi yêu quý suốt đời. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúng ta cố gắng thực hiện 5K, cố gắng ghim mình lại để rồi một ngày không xa, nỗi nhớ, tình yêu của chúng ta lại xuất hiện. Chúc mọi người an toàn qua đại dịch này, qua những ngày tháng giãn cách buồn tẻ này. Xin cảm ơn.